Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội đã triển khai khái quát kết quả nghiên cứu 4 đề án gồm Ngôn ngữ, Pháp phục, Di sản và Kiến trúc Văn hóa Phật giáo Việt Nam của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội trong giai đoạn vừa qua và chương trình hoạt động giai đoạn tiếp theo. Việc lan tỏa các đề án tạo năng lượng tâm linh, trang nghiêm trong các nghi lễ Phật giáo, đồng thời bảo tồn và phát huy, nâng cao vai trò của văn hóa Phật giáo trong xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc ký kết thỏa thuận giúp tăng cường sự phối hợp giữa Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển chung của văn hóa Phật giáo Việt Nam.